tụi mình đã tới sân bay Đào Viên của Đài Loan. Tất cả video này để làm cho những người lớn đang theo dõi mình họ yên tâm, nhất là ba má. Chứ thật sự mình đã đi công tác ở đây rất nhiều lần rồi. Sau khi check-in xong là mình sẽ đi lấy hành lý nè. Mà mình đặc biệt là không hề đem hàng cấm nha các bạn. Nhưng cái bà chó này tối ngày bà cứ đi theo, bà hửi hành lý của mình riết à, đó là mình cũng rén lắm. Sau khi lấy hành lý xong là mình sẽ lên tàu để đi về ga ở Đài Bắc. Rất may mắn là gặp được một hot boy có nhu cầu kiếm vợ Việt Nam chỉ đường cho mình. Sau đó là còn order đặt taxi cho mình đi về cái trạm San Trọng. Tại cái trạm San Trọng này thì mình sẽ gặp được một cái chị mà mình hẹn trước, thì chị sẽ giúp mình để book cái khách sạn ở đây nha các bạn. Đi đặt khách sạn ở Đài Bắc thì rất là dễ, nhưng mà mình muốn tìm người quen để chào hỏi. Và hai chị em rất lâu rồi không gặp được nhau. Đây là chị Nhi, từng hỗ trợ mình để lấy tế bào gốc từ ở Đài Loan đem về Việt Nam trong cái chuyến đi đầy giông bão. Ta nói hai chị em gặp nhau mà mừng quá trời quá đất. Rồi chị dẫn mình đi tìm khách sạn, mà đặc biệt hôm nay là trung thu nên khách sạn hầu như full hết. Phòng thì lại tăng giá nữa. Và đây là cái phòng của mình nha các bạn. Nhìn phong cách cũng rất là cổ điển và cũng rất là đẹp nha. 1 triệu một đêm đó. Sáng hôm sau thì mình dậy và chạy qua tiệm của chị Nhi kiếm. Đây là phong cách xếp hàng của người Đài Loan nha các bạn. Đấy các bạn thấy không? Đây là tiệm của chị đang làm và dạy về rau câu. Trong tiệm thì ngoài cái việc là bán những cái đặc sản của Việt Nam như là hạt điều này kia đó, thì còn có bán những cái khuôn rau mới sang nhà mình đã đi bán tham nha các bạn. Nói đùa chứ đang phụ làm cơm ở một cái tiệm cơm từ thiện. Ta nói canh chỉnh góc máy làm đủ tròn hết, rồi sàn qua sàn lại chứ có phụ được cái gì đâu. Sau cùng thì mới xin vô được múc cơm. Mà ở bên đây họ ăn ít lắm, múc rất ít cơm. Mà đặc biệt là một điều mình chắc chắn với tất cả các bạn, cơm ở Đài Loan không ngon bằng của Việt Nam. Gạo ST25 Việt Nam là số dách. Rồi đây các bạn nhìn nè, ngoài cái việc là chuẩn bị cơm thì họ chuẩn bị đồ ăn rất nhiều món nha các bạn. Xào, rồi đậu hũ mình cũng chẳng biết tên nữa. Ở đậu hũ xào xả này thì phải nói là cũng không ngon bằng của Việt Nam, nhưng cái khẩu vị của người ta là như vậy đó. Thì hôm nay chị Nhi chị sẽ chuẩn bị tới 700 phần để phát cho những người già neo đơn nha. Và chuẩn bị buổi sáng tới gần trưa sẽ phát, và sẽ có những tình nguyện viên họ hỗ trợ. Và hôm nay mình cũng hỗ trợ để xin một suất cơm từ thiện để ăn một bữa sáng. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Rất ngon. Sau khi mà chuẩn bị xong thì cái phần cơm nó như thế này đây. Có rất nhiều đồ ăn ở trong đó. Ngoài ra chị còn tặng một cái quả bưởi đi theo. Bưởi trên đây nó nhỏ xíu như quả cam và cũng không ngon bằng Việt Nam. Tôi thích đồ Việt Nam. Sau đó tôi cũng được ăn một cái hộp cơm nè. Ăn thì cũng khá ổn. Mình ăn cũng được các bạn. Nhưng mà so với đồ chay Việt Nam thì đồ chay của Việt Nam vẫn number one. Mãi yêu Việt Nam. Những người tới đây phụ thì họ rất là dễ thương các bạn. Họ bỏ công sức họ ra để họ tới đây họ phụ và không lấy bất cứ khoản chi phí nào cả. Về cái suất ăn phục vụ tại đây thì đa phần là tiền túi của chị Nhi hoặc là những cái người nào đó có phát tâm họ muốn ủng hộ. Thì sau khi ăn xong thì mình cũng chào để đi tới một cái điểm tiếp theo trong lịch trình ngày hôm nay. Thì cảm ơn rất mọi tất cả mọi người rất nhiều.